Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì nhà mình có một cái cây xà cừ mình muốn bán và giới thiệu với các bạn. Thì cái cây xà cừ ở phía tay tôi chỉ thế này, đây là một cái cây gỗ rất chi là to. Và cây gỗ này thì giới thiệu với các bạn thì nó cũng đã được khoảng độ 45 đến 55 tuổi rồi. Cây xà cừ này thì hiện tại bây giờ thì nó cao lên tới cái hã chạy 3 kìa, thì nó khoảng độ 5 mét. Và cái vòng dây của nó ấy thì không biết là nó khoảng vòng dây được gần 200. Và tôi muốn bán cái cây xà cừ này để dọn dẹp toàn bộ cái khu vườn này. Và với một cái cây xà cừ to như vậy thì muốn bán để làm vườn, cho nên là muốn bán cái cây xà cừ này chỉ với cái giá thành khoảng độ vài triệu thôi. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu muốn mua cây xà cừ này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Đây quý vị có thể vào gần đây để xem. Dòng mấy cây keo để lấy gỗ, chứ để như thế này nó tùm hết như này ra mà không giải quyết được cái gì cả. Toàn cả cái cây rừng cái riết này này, quý vị có thể thấy được rằng là rất chi là vất vả. Bây giờ thì muốn giải quyết cái cây này đi để dòng cây khác vào, cho nên là chúng tôi muốn là quý vị nào mà muốn mua cái cây xà cừ này thì liên hệ đến số điện thoại là 0982 822 070. Tôi đang muốn bán cây này thì cũng với giá chỉ vài triệu thôi quý vị ạ, cho nên là nó cũng rất là rẻ, bởi vì bán đi để làm vườn. Đây này, quý vị nhìn thấy các cây bé bé trong kia cũng muốn là chặt hết nó đi, bởi vì ở đây nó rậm rạp quá mà cây cối thì nó cứ tùm như này. Cả cái khu vực này bây giờ muốn là san hết nó đi và bán cái cây to này. Đấy, quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ để mua cái cây xà cừ này, giá cũng rất là rẻ thôi, bởi vì chúng tôi đang cần bán. Xin cảm ơn quý vị. Nếu như quý vị nào muốn mua thì hãy một là comment ở bên dưới video, hai nữa là quý vị có thể là gọi điện trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến cái lời giới thiệu bán cái cây xà cừ này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.